Bobby? Hi, Ken. You want to go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. That's fantastic. It's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Bobby girl. Và đây là MC của chương trình, nghệ sĩ Úc Thanh Vân. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tiết mục mở màn đầy ấn tượng, ca khúc Barbie Girl với phần trình diễn của cả 6 thí sinh cùng với sự hỗ trợ của vũ đoàn Live. Quý vị khán giả đang đến với chương trình Tuyệt Chiêu Siêu Diễn. Chương trình hân hạnh nhận được sự tài trợ chính của nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể không lo bị nóng, và nhà tài trợ đồng hành Asanzo, đỉnh cao công nghệ Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật quan trọng, những nhân vật không thể thiếu của Tuyệt Chiêu Siêu Diễn, chính là bộ ba ban giám khảo. Hãy cùng chào đón cặp đôi danh hài Tiến Luật và Trương Giang. Thôi được luôn, được luôn. Tôi không thích đàn ông. Em say kỳ quá. Chúng ta sẽ cùng chào đón cặp đôi danh hài Tiến Luật và Thu Trang. Và một người mà tôi tự đứng chào xin chào. Chương trình của chúng ta sẽ gồm có hai phần đơn diễn và song diễn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần thi đơn diễn. 6 thí sinh tham gia phần thi tài này, các bạn sẽ phải thi tài với nhau để làm sao có thể giành được cho mình 2 tấm vé vào với vòng song diễn. Và điểm số của các bạn thí sinh sẽ được quyết định bởi chính những khán giả đang ngồi đây. 100 vị
giám khảo khán giả sẽ là người đưa ra số điểm dành cho các bạn thí sinh của chúng ta thông qua tổng đài bình chọn trực tiếp ngay trong chương trình. Và ngay cả đối với những khán giả theo dõi chương trình tại nhà thì chúng ta vẫn có cơ hội nhận được phần quà từ nhà tài trợ đồng hành của chương trình là một chiếc TV Asanzo 32 inch. Và để có thể có được món quà này thì chúng ta sẽ phải tham gia bình chọn với cú pháp như sau. Tin nhắn của chúng ta sẽ được viết tắt từ cụm từ tuyệt chiêu siêu diễn TCSD và khoảng trắng chúng ta sẽ viết tiếp là mã số thí sinh và gửi về tổng đài 7339. Ngay từ lúc này thì tổng đài bình chọn đã chính thức được mở. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh đầu tiên đến với đêm nay. Đó chính là thí sinh Quốc Khải. Đã hoàn thành phần dự thi của mình rồi. Xin mời ban giám khảo ạ. Ở đâu cái bộ đồ em mướn ở đâu vậy trời? Cái bộ đồ kinh điển luôn á thiệt. Dạ thưa anh, là bộ đồ này là em may cho nó kịp chương trình. À, em tự may rồi luôn hả? Dạ không, em đặt thợ may.
Có màu nào nổi hơn nữa không trời? Dạ có màu xanh chuối anh, em may tới 2 bộ lận. Nếu mà em được vô vòng sau mặc bộ đó. Trời ơi, ghê không? Tính trước rồi, tính trước vô vòng sau luôn. À, tự tin, được, anh thích những người tự tin gì đó. Cái phần biểu diễn của em á, cái phần đầu lúc mà chưa thay đồ thì anh thấy cũng chưa có gì ấn tượng lắm. Nhưng mà em lột bộ đồ ra anh muốn xỉu luôn. Chị thì cái khúc mà hồi nãy lúc mà cười á, nếu mà mình dựng có một cái chi tiết nào để cô gái phá lên cười á thì nó sẽ thuyết phục hơn. Thí dụ mà có một cái lý do nào đó để cô gái phá lên cười để em giật mình á thì nó sẽ nhấn cái khúc đó hơn. Dạ, cảm ơn chị. Quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị cũng yêu thích tiết mục vừa rồi của thí sinh Quốc Khải thì chúng ta hãy thể hiện điều đó bằng cách là sẽ soạn tin nhắn để ủng hộ cho Quốc Khải. Cú pháp tin nhắn của chúng ta sẽ là TCSG khoảng trắng 01 và gửi về tổng đài 7339. Cảm ơn quý vị. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón thí sinh Huỳnh Nhất Thư. Ta vừa đến với phần trình diễn của Nhất Thư. Không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào ạ? Mặt đẹp, dáng đẹp, nói chung là đẹp là nó lợi lắm. Để ý Hà là sẽ biết, Hà khi biểu diễn là ánh mắt Hà ghê lắm.
Vì âm nhạc hiện tại không chỉ để nghe không mà phải để xem nữa. Cho nên em cứ nửa bài sau thì em có cái điều đó, nhưng mà nửa bài trước em không có cái ánh mắt của Hồ Hà. Thiệt. Cái đôi mắt của em là cái khúc sau thì anh mới hơi ngáp ngáp trong đó xíu. Cái bắt đầu cho anh chưa chết. Cái của em nó bị đó mà, là nó bị thiếu cái trò diễn. Nhưng mà như vậy là cũng rất hay rồi. Nếu quý vị cũng yêu thích tiết mục vừa rồi của Nhất Thư thì hãy bình chọn cho Nhất Thư và mã số của Thư là 02. Tổng đài của chúng ta là 7339. Cảm ơn quý vị. Và trước khi gặp gỡ thí sinh tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ trong một vài phút nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh Hoàng Long. Vui quá. Từ khi bỏ tầng hợp ước sai đi tới đây, người vẫn là chị Yến Tử. Muốn bay, bay lên tận mây xa. Thấy tôi đang ở trên đó mà. Cô là người trong số những người tôi đã từng gặp có sức sống rất mãnh liệt. Tôi thấy cô sống một cách mạnh mẽ như vậy, sống trong muôn màu muôn vẻ, thật sự đã làm cho tôi sâu sắc cảm động. Thiệt sao? Thiệt sao? Cô đúng là một tiểu tử biết bay. Hồi đó ai đặt tên cho cô vậy? Tôi không biết nữa. Từ khi tôi bắt đầu biết chuyện á thì đã tên chị Yến Tử rồi. Trời xinh xinh ngát xanh, giấc tung tan trên lá xanh, một cô em trông rất xinh tươi. Đùa với bên khóm hoa, gió lên lá cành đúng xa, làm em mê say thướt tha. Em hay cười hay nói, em hay dối hay hùa, như một nụ hồng, và nụ hồng này chính là em. Trời xinh xinh ngát xanh, giấc tung tan trên lá xanh, một cô em trông rất tươi xinh. Đùa với bên khóm hoa, gió lên lá cành đúng. Trở lại và thấy sân khấu nó sôi, có sự tập tành kỹ lưỡng, vũ đạo rồi cũng rất là ok, rất ổn. Ổn lắm, nhưng mà bị cái là cái bộ đồ của em nó làm em hạn chế quá. Tại sao mình không buộc lại đi, nó có mấy cọng dây bên trong đó, em buộc lại. Nhà em mập quá, buộc không được, buộc quá là không đi nổi ạ. Đất tiết mục vừa rồi là tiết mục hay, có cái để xem. Và hy vọng là quý vị khán giả cũng yêu thích tiết mục ngày hôm nay của Hoàng Long, thì chúng ta hãy soạn tin nhắn với cú pháp TCSG khoảng trắng, mã số của Hoàng Long là 03 và tổng đài của chúng ta là 7339. Thưa quý vị khán giả, chương trình Tuyệt Chiêu Siêu Diễn sẽ được tiếp theo ngay bây giờ cùng với phần dự thi của thí sinh Sơn Lâm. Ta xin trịnh trọng tuyên bố
cuộc thi tuyển vợ cho con trai của ta chính thức được bắt đầu. Mời thí sinh đầu tiên. Let's rage. And here you were, you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, of anything and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy, your enemy. So you wanna play with magic, but you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. She's a beast, I call her karma. She eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids 'cause her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She's sweet as pie, but if you break her heart, she turns cold as a freezer. That fairy tale ending with a knight in shiny armor. She can be my sleeping beauty, I'm gon' put her in a coma. Damn, I think I love her. Shawty so bad, I sprung and I don't care. She rap me like a roller coaster, turn the bedroom into a fair. Her love is like a drug, I was trying to hit it and quit it, but lil' mama so dope, I messed around and got addicted. So you wanna play with magic, but you should know what you're falling for. You should know. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for, ready for, ready for the perfect storm, the perfect storm? 'Cause what's your mind, what's your mind? There's no going back. Lâm đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Cảm xúc của ban giám khảo như thế nào ạ? Thôi giờ mời Lâm giới thiệu về mình nè. Dạ em tên là Sơn Lâm. Em xin chào ban giám khảo và tất cả các bạn đang ở trong phim trường. Dạ hiện tại em đang làm chuyên viên trang điểm. Nếu mà em có vượt vào vòng trong hoặc làm ghi hình một ngày nào khác hay là cái số gì đó, em lên sớm em phụ chị Vân về cái vụ mà trang điểm giùm anh nha. Phục trang đẹp, tất cả mọi thứ mà tiết mục của em á, anh đánh giá là rất chuyên nghiệp. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh chị. Cảm ơn Sơn Lâm và mã số của Sơn Lâm là 04. Chúng ta hãy cùng nhắn tin để bình chọn cho tiết mục vừa rồi của Sơn Lâm bằng cách là soạn tin nhắn với cú pháp là TCSG khoảng trắng 04 và gửi về tổng đài 7339. Cảm ơn quý vị, còn bây giờ hãy cùng thư giãn một vài phút nha. Chúng tôi đang quay trở lại với quý vị khán giả rồi đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục của thí sinh Hoàng Tân. Share the memory, going through emotion. Love is with you.
She was done. Bang, 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 she was even. Hoàng Tân đã có một tiết mục mà nghĩ là cũng khá là đặc biệt. Nhưng mà không biết là nhìn từ phía trực diện á, thì ban giám khảo thấy tiết mục này của Hoàng Tân như thế nào? Đẹp, cũng hoành tráng. Anh chỉ thắc mắc là cái đoạn giữa cái tiếng gì đó, cái bài gì? Đó là cái gì? Dạ cái đoạn giữa đó là bài năm 17 tuổi. Năm 17 tuổi nữa nhưng mà đi lấy chồng. Em hát bằng tiếng gì? Tiếng Anh. Hát bài tiếng Anh. Đâu hát lại thử coi. When 17 she go husband. Tăng 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 Seagull River. Tay nghe mà tay hiểu tôi chết liền. Chứ đừng nói gì tụi tôi. Không nhưng mà cảm ơn các bạn mà hỗ trợ cho em á. Hỗ trợ phối hợp rất là tốt với nhau. Rồi cái vũ đạo của em cũng đẹp nữa. Khúc đầu ra sôi quá trời sôi luôn. Gặp cái bài hát mình cũng rất thích nữa. Em là dancer hả? Dạ em đang kinh doanh. Kinh doanh gì? Dạ spa, chăm sóc da. À bữa nào em giới thiệu chị Vân giùm anh luôn nha. Nhưng mà em có bao giờ em tiếp xúc với lại nghệ thuật chưa? Trước đó em có làm dancer chuyên nghiệp 4 năm. Trời ơi, có lý do. Chứ thấy nhảy nhót đồ hay quá trời. Mà dễ gì mà một người mà tay ngang kêu anh Trường Giang lên nhảy dễ, anh Trường Giang nhảy được. Trời giỡn hoài. Đúng rồi. Tiết mục này rất là xứng đáng để có thể nhận được nhiều sự bình chọn từ quý vị khán giả. Và chúng ta sẽ thể hiện điều đó bằng cách là soạn tin nhắn với cú pháp TCSD khoảng trắng mã số 05 của Hoàng Tân và gửi về tổng đài 7339. Cảm ơn quý vị. Còn bây giờ hãy cùng thư giãn trong một vài phút nhé. The streets of the
Cái ý tưởng thì rất là hay, có ý tưởng về câu chuyện. Em biểu diễn cũng rất là chịu khó ghê, cũng khóc lóc cũng thảm thương. Hy vọng là quý vị khán giả cũng thích tiết mục ngày hôm nay của Đức Thịnh. Và chúng ta sẽ nhắn tin bình chọn cho Đức Thịnh với mã số là 06 và gửi về tổng đài 7339. Cảm ơn quý vị. Thưa quý vị khán giả, và 6 thí sinh của chúng ta đã hoàn thành phần thi của mình rồi. Giờ đây thì tổng đài bình chọn vẫn còn được mở để quý vị khán giả có thể bình chọn cho những thí sinh mà quý vị yêu thích, cũng như có cơ hội nhận được phần thưởng của chương trình là một chiếc TV Asanzo 32 inch. Và bây giờ thì trong lúc quý vị nhắn tin thì chúng ta cũng sẽ cùng điểm lại cả 6 tiết mục trong đêm nay nhé. Hãy cùng xem. Đêm đi qua sao tim buốt giá, cơn mưa đêm như cào sâu vết thương. Tình yêu là thế, đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngu nghe. Tìm một người để nói sai lệ. Karma, karma, she eats your heart out like Jeffrey Dahmer. Be careful, try not to lead her on. Shawty heart is on steroids, cause her love is so strong. Và giờ đây thì cả 6 thí sinh cũng đã có mặt trên sân khấu để đến với phần nhận kết quả từ ban giám khảo. Đầu tiên sẽ là những sự lựa chọn của ban giám khảo tài năng. Với mỗi một sự lựa chọn thì các thí sinh sẽ ghi được cho mình 10 điểm. Có lẽ cái người đầu tiên mà chị chọn sẽ là Sơn Lâm. Sơn Lâm. Và người thứ hai thì chị cũng đang phân vân giữa hai người. Đừng là... nói ra, đừng nói tên họ rung. Hai người mà chị rất thích, nhưng mà giờ cũng phải chọn. Chị chọn Hoàng Long. Bước vào trong chưa chắc các bạn đó đã hay hơn mình, nhưng mà anh sẽ
Thì nói ngắn gọn thôi, mình chấm theo tiêu chí là sáng tạo, rồi biểu diễn, rồi hài hước, chuyên nghiệp. Thì anh sẽ nói luôn hai cái tên của anh là giống y chang hai cái tên Thu Trang. Vậy là Sơn Lâm và Hoàng Long đã có thêm cho mình mỗi người 10 điểm nữa từ sự lựa chọn của giám khảo Trường Giang. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với sự lựa chọn của giám khảo Tiến Luật. Tôi chọn Hoàng Tân và Nhất Thư. Vậy là chúng ta đã biết được là các thí sinh đầu tiên được nhận những số điểm từ ban giám khảo tài năng, đó chính là Hoàng Long đã nhận được cho mình 20 điểm, Sơn Lâm cũng nhận được cho mình 20 điểm, Nhất Thư và Hoàng Tân mỗi bạn nhận được cho mình 10 điểm. Cảm ơn ban giám khảo tài năng. Con mong là các bạn thí sinh còn lại chúng ta cũng không quá lo lắng, bởi vì vẫn còn sự lựa chọn của 100 giám khảo khán giả đang có mặt tại trường quay thông qua tổng đài bình chọn trực tiếp. Quả Vân đã cầm trên tay rồi đây, và giờ đây thì Vân sẽ công bố cho các bạn thí sinh cũng như ban giám khảo cũng như quý vị khán giả biết là sự lựa chọn của các giám khảo khán giả có mặt tại trường quay như thế nào và số điểm của các thí sinh ra sao. Đầu tiên là thí sinh Đức Thịnh, bạn nhận được 16 lượt bình chọn từ giám khảo khán giả có mặt tại trường quay, cũng là 16 điểm từ giám khảo khán giả, đó là số điểm của Quốc Khải. Và thí sinh đang giữ số điểm 28 điểm từ giám khảo khán giả, đó chính là Hoàng Tân. Một người đang giữ số điểm rất là cao, nhận được rất nhiều sự lựa chọn từ giám khảo khán giả tại trường quay, đó chính là Sơn Lâm với 55 điểm. Chúng ta chỉ còn có hai thí sinh nữa thôi trong số 6 thí sinh của chúng ta, đó chính là Nhất Thư và Hoàng Long. Một người đang giữ số điểm là 30 điểm và một người đang giữ số điểm là 55 điểm. Người giữ số điểm 30 chính là cô gái xinh đẹp Nhất Thư. Điều đó cũng có nghĩa là số điểm 55 đã thuộc về Hoàng Long. Hai thí sinh đang giữ số điểm cao nhất của chúng ta chính là Sơn Lâm và Hoàng Long. Mỗi bạn đang giữ số điểm là 75 điểm. Vâng, xin được cảm ơn tất cả các bạn thí sinh vì các bạn đã đến đây vui chơi và cống hiến hết mình cùng với Tuyệt Chiêu Siêu Diễn. Và một lần nữa xin được chúc mừng Sơn Lâm và Hoàng Long. Cả hai bạn sẽ có mặt tại vòng thi song diễn. Chào mừng quý vị khán giả đang trở lại với Tuyệt Chiêu Siêu Diễn ở vòng thứ hai, vòng song diễn. Thưa quý vị khán giả, hai thí sinh xuất sắc hơn các bạn còn lại trong vòng đơn diễn, đó là Hoàng Long và Sơn Lâm, sẽ cùng thi tài với nhau ở vòng song diễn này. Hai bạn sẽ cùng thể hiện trên nền một ca khúc và điểm số sẽ được quyết định bởi chính ban giám khảo tài năng và 100 vị giám khảo khán giả đang có mặt tại trường quay. Người thắng cuộc sẽ trở thành siêu diễn của tuần này với phần thưởng là 50 triệu đồng. Một phần thưởng vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? À? Bên cạnh đó thì người còn lại vẫn nhận được phần quà từ chương trình, đó là 10 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng song diễn cùng với phần thể hiện của Hoàng Long và Sơn Lâm trên nền ca khúc Em Đi Tìm Anh. Vực sâu nơi màu nắng khuya xa, anh đi tìm em nơi bình yên không gọi tên chúng ta. Em đi tìm anh con đường quen sao giờ như khác lạ. Tìm mãi đến nơi chân trời. Anh đi tìm em nơi xa nơi nhau. Anh đi tìm em nơi lòng anh không gọi tên nỗi đau. Em đi tìm anh nơi tuổi thanh xuân đã hua màu. Mà dù chẳng thấy anh nơi đâu, giờ anh đang ở ta
sẽ bên nhau hoài. Please don't go, baby, please don't go. Đừng rời bước, dù chỉ là phút giây. Hold me, please don't, baby, hold me, please. Đừng rời bước, để ta sẽ bên nhau hoài. Please don't go, baby, please don't go. Thấy rõ ràng là Sơn Lâm có lợi thế về cái vũ đạo hơn.
vũ đạo tự tin, diễn cũng tự tin hơn. Còn riêng Hoàng Long thì chị biết cái này là không phải cái sở trường của em. Em cũng có cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà bù lại thì nhìn cái mặt Hoàng Long thì chị thấy có sự duyên dáng. Cái ca này khó nè. Hai bạn nói chung là có cái này bù được cái kia, kia bù được cái nọ. Trong một cái khoảng thời gian ngắn mà để cho mấy bạn tập tành rồi mấy bạn ra diễn như vậy là một cái đòi hỏi rất là khó. Mà mấy bạn làm được điều này thì nói chung hai bạn, bạn nào cũng tốt hết. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với phần chấm điểm của ban giám khảo tài năng. Trang thì Trang chọn Hoàng Long. Hoàng Long nhận được một phiếu từ giám khảo Thu Trang. Luật thì được chọn Sơn Lâm. Anh chọn Hoàng Long. Điểm số hiện tại của Sơn Lâm là 10 điểm và của Hoàng Long là 20 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của 100 vị giám khảo khán giả đang có mặt tại trường quay. Sự lựa chọn của khán giả dành cho Hoàng Long và Sơn Lâm sẽ tương ứng với hai số điểm, 44 và 56 điểm. Và số điểm thấp hơn, số điểm 44 từ giám khảo khán giả thuộc về người giữ số điểm cao hơn từ ban giám khảo tài năng, đó chính là Hoàng Long. Điểm tổng của Hoàng Long cho đến thời điểm này là 64. 66 điểm thuộc về Sơn Lâm. Và siêu diễn tuần này của chúng ta chính là Sơn Lâm và nhận được phần thưởng 50 triệu đồng. Và bây giờ xin mời ban giám khảo sẽ lên sân khấu để trao phần thưởng cho hai bạn của chúng ta cùng với cúp của chương trình Tuyệt Chiêu Siêu Diễn. Và chúng ta sẽ còn gặp lại Sơn Lâm ở đêm chung kết Tuyệt Chiêu Siêu Diễn. Quý vị khán giả hãy nhớ đón xem chương trình được phát sóng vào lúc 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị khán giả, chương trình Tuyệt Chiêu Siêu Diễn hân hạnh nhận được sự tài trợ chính của nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể không lo bị nóng, và nhà tài trợ đồng hành Asanjo đỉnh cao công nghệ Nhật Bản. Chương trình tuần này xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tại Tuyệt Chiêu Siêu Diễn lần sau. Tóc của em cũng nghiên cứu chị, cái tóc như của anh Tiến Luật đó. Nhìn cô xem cô có mong anh. Đón xem tập tiếp theo của Tuyệt Chiêu Siêu Diễn phát sóng vào lúc 21:30 thứ tư ngày 17 tháng 8 năm 2016 trên kênh HTV7.